Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trong ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 660, kinh Bảo Vũ. Hán dịch đời Đường, Tam Tạng Đạt Ma Lưu Chi, người Thiên Trúc, quyển 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Bạc Già Phạm ở trên đỉnh núi Già Gia, thành Già Gia, cùng đông đủ chúng đại bí xô 72.000 vị, đều là bậc A-la-hán, đã dứt các lậu, không còn phiền não, được chân tự tại, được tâm giải thoát, tuệ khéo giải thoát, như con ngựa khôn ngoan, cũng như đại long, vì cần làm đã làm xong, và các cánh nạn đạt được tự lợi, hết các kết hữu, hiểu rõ chánh pháp, tâm được giải thoát đến bờ giác ngộ, thông đạt pháp giới, là con của đấng pháp vương, đối với các lợi dưỡng, tâm họ không còn nhiễm đắm, khéo được xuất gia tại giới cột túc, ý rõ biết tràn đầy trụ vào con đường niết bàn, chỉ trừ một vị, đó là trưởng lão A Nan, vẫn còn ở học địa. Lại có 84.000 vị đại bồ tát, đều là những bậc nhất sinh bổ xứ, ngay hiện tại có thể nhập nơi nhất thiết trí, luôn luôn tôn trọng tùy thuận, đạt được pháp môn vô sở trước Đà La Ni, rồi vào tam muội thủ lăng nghiêm, thần thông diệu dụng, chứng được trí vô công dụng, liền mọi chướng ngại, khởi lòng đại từ bi rộng khắp thế giới trong mười phương, bao trùm khắp ở biên cõi nước chư Phật, thường thực hành tánh không, an trụ nơi vô tướng, tâm như hư không, như biển thâm sâu, như núi diệu cao, tám ngọn gió đời thổi chẳng lay động, như hoa sen không bị nhiễm, như ngọc trong sáng, như vàng tinh chất, như muốn làm lợi ích cho các hữu tình mà khởi trí vô biên, nhập vào cảnh giới Phật. Những vị ấy tên là Bồ Tát Bảo Xí, Bồ Tát Bảo Thủ, Bồ Tát Bảo Ấn Thủ, Bồ Tát Bảo Quang, Bồ Tát Bảo Kế, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Bảo Tánh, Bồ Tát Bảo Đảnh, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Kim Cang Tạng, Bồ Tát Kim Tạng, Bồ Tát Bảo Tạng, Bồ Tát Đức Tạng, Bồ Tát Ly Cấu Tạng, Bồ Tát Như Lai Tạng, Bồ Tát Trí Tạng, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Định Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt, Bồ Tát Phổ Nguyệt, Bồ Tát Tịnh Nguyệt, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Liên Hoa Nhãn, Bồ Tát Phổ Oai Nghi, Bồ Tát Đoan Nghiêm, Bồ Tát Phổ Tuệ Hạnh, Bồ Tát Pháp Tuệ, Bồ Tát Thắng Tuệ, Bồ Tát Thượng Tuệ, Bồ Tát Kim Cang Tuệ, Bồ Tát Sơ Tự Du Hí, Bồ Tát Đại Âm Thanh Vương, Bồ Tát Sơ Tự Hống, Bồ Tát Thậm Thâm Âm Thanh, Bồ Tát Vô Nhiễm Trước, Bồ Tát Ly Nhất Thiết Cấu, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Trí Quang, Bồ Tát Trí Đức, Bồ Tát Hiền Đức, Bồ Tát Nguyệt Đức, Bồ Tát Liên Hoa Đức, Bồ Tát Bảo Đức và Đại Bồ Tát Mạng Thù Thất Lợi Pháp Vương Tử. Lại có 16 vị thiện đại trượng phu, do Bồ Tát Hiền Hộ làm thượng thủ, là có các Bồ Tát trong hiền kiếp, do Bồ Tát Từ Thị làm thượng thủ, là có chúng trời Tứ Thiên Vương, trời Tứ Đại Thiên Vương làm thượng thủ, là có chúng trời Tam Thập Tam, vua trời Đế Thích làm thượng thủ, là có chúng trời Thời Phần, vua trời Thời Phần làm thượng thủ, là có chúng trời Tri Túc, vua trời Tri Túc làm thượng thủ, là có chúng trời Lạc Biến Hóa, vua trời Lạc Biến Hóa làm thượng thủ, đã có chúng trời Tâu Hóa Tự Tại, vua trời Tâu Hóa Tự Tại làm thượng thủ, đã có chúng Ma Vương Bạch Phần, Thương Chủ La Ma làm thượng thủ, đã có chúng Phạm Thiên Vương, vua trời Đại Phạm làm thượng thủ, đã có chúng trời Tịnh Cư, vua trời Ma Tủ La làm thượng thủ, lại có vô lượng trăm ngàn chúng A Tố La, do Tiệm A Chất Đa A Tố La Vương, Thiểm Mạc La A Tố La Vương, Bà Trị A Tố La Vương, La Hổ La A Tố La Vương làm thượng thủ. Lại có vô lượng trong hàng chúng Long Vương, do các Long Vương A Na Bà Đạt Đa, Long Vương Mana Tư Long Vương, Long Vương Ta Kiệt La, Long Vương Hòa Tu Cát làm thượng thủ. Lại có vô lượng trong hàng con của các Long Dương, do Oai Quang làm thượng thủ. Lại có vô lượng trong hàng thợ nữ của các Long Dương và vô lượng trời đồng khác, Dược Xoa Càng Thác Phược A Tố La, Yết Lộ Trà, Khẩn Nại La, Ma Hô Lạc Già, Nhân Phi Nhân, để đến tập hội. Khi ấy trên đỉnh núi Già Gia, từ mặt đất đến hư không chu vi 4 chu thiện na, đại chúng vây kính không còn một khoảng trống bằng như phía trần, vì muốn cúng dường Đức Phật Thế Tôn nên đại chúng trả tòa sư tử. Tòa sư tử này có một chu thiện na được dùng bằng vô lượng trăm ngàn vải vóc tơ lụa quý giá, nhiều màu sắc đan nhau tuyệt đẹp, dùng linh báu, lý báu, lòng báu để trang nghiêm, lại có trăm ngàn tua lụa rủ xuống. Tòa sư tử và nơi ấy đều làm bằng kim cang, vững chắc khó hư hoại, bằng phẳng như lòng bàn tay, được quét dọn sạch sẽ, là những thứ hoa trời thật đáng yêu. Từ đất ấy mọc lên hoa sen màu vàng kim, có vô lượng trăm ngàn cánh lưu ly làm nhụy.
Đế thanh làm đài, tỏa hương thơm ngào ngạt làm cho đại chúng vui lòng. Bốn bên tỏa ấy mọc bốn cây báu cao nửa do tuần, cành nhánh che phủ rợp bóng ba câu lô xá. Bây giờ ở trong đại chúng, Đức Như Lai ngồi tòa sư tử, dùng trí thanh tịnh chuyển diệu pháp luân, hàng phục ma oán, không nhiễm pháp thế tục, chẳng còn sợ sệt như sư tử chúa, như ao trong sạch, như biển cả bao la, như núi diệu cao, như ánh mặt trời, như trăng trong mát, như đại long vương mưa pháp khắp nơi, như phạm thiên vương siêu vượt các pháp chúng. Vô lượng cho biên các đệ tử và trăm ngàn đế thích phạm vương, hộ thế tối thiên vương, tất cả đại chúng vây quanh trước sau, chiêm ngưỡng tôn nhan Đức Thế Tôn, mắt chẳng nhấp nháy. Khi ấy từ trên đỉnh đầu Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn với cả đại chúng. Ánh sáng đó tên là Phổ Diệu, có vô lượng ánh sáng quyến thuộc tỏa khắp mười phương tất cả thế giới, rồi trở về chỗ Đức Phật quay quanh bên phải ba vòng, rồi nhập vào kim khẩu Đức Thế Tôn, như kim khẩu của Ngài vẫn bình thường. Vì như ánh sáng của mặt trăng chiếu khắp hư không vẫn bình thường, ánh sáng nhập vào kim khẩu của Đức Phật cũng là như vậy. Lại nữa, như tưới nước dầu vào nơi bãi cát, như đống cát đó chẳng đổi dạng, ánh sáng nhập vào kim khẩu của Đức Phật cũng là như vậy. Bây giờ ở phương Đông có thiên tử tên là Nhật Nguyệt Quang, cởi mây ngũ thân đến chỗ Phật, đi quanh bên phải ba phòng, đành lễ sát chân Phật rồi lui về ngồi một bên. Phật bảo thiên tử, ánh sáng của ông rất là hy hữu. Này thiên tử, về quá khứ vô lượng kiếp, ông đã từng ở chỗ Phật cũng dùng các thứ hương hoa, châu báu và trang sức, thân như y phục, ngoại cụ, thức uống, thuốc thang, cung kính cúng dường khi Đức Phật và trọng các căn lành. Này thiên tử, do nhân duyên đã trồng vô lượng căn lành, nay ông mới được hào quang chiếu rực rỡ như vậy. Vì nhân duyên, vì duyên cớ này, sau khi ta niết bàn, trong khoảng 400-500 năm khi Pháp sắp diệt, về hướng đông bắc của châu Nam Thiệm Bộ này, có nước Mahachina, ông ở đó trụ vào không thoái chuyển, đúng là Bồ Tát. Nên ông hiện thân nữ làm chủ tự tại. Trải qua nhiều năm dùng chánh pháp giáo hóa nuôi dưỡng chúng sinh giống như con đỏ, khiến cho họ tu theo 10 điều lành, có thể nắm giữ giáo pháp rộng lớn của ta, kiến lập chùa tháp, lại đem y phục, đồ ăn, thức uống, quà cụ, thuốc thang cúng dường sa môn trong mọi lúc, thường tu phạm hạnh, tên ông là Nguyệt Tịnh Quang. Này thiên tử, tất cả thân người nữ có 5 chướng ngại: 1. Không được làm chỗ lô thánh vương; 2. Không được làm đế thích; 3. Không được làm đại phạm thiên vương; 4. Không được làm bồ tát không thoái chuyển; 5. Không được làm như lai. Này thiên tử, nhưng trong 5 ngôi vị ấy, ông sẽ được 2 vị, đó là ngôi vị không thoái chuyển và chỗ lô thánh vương. Thiên tử, đó là tướng tốt lành ban đầu. Và lúc ấy ông lên ngôi vua rồi, thì trong quốc độ đó có núi vọt lên, mây ngũ sắc xuất hiện. Đồng thời ở phía bắc núi Già Gia cũng có núi hiện lên. Này thiên tử, ông lại có vô lượng trăm ngàn nhân duyên tốt lành khác, nên ta được nói quốc độ kia ăn ổn phồn thịnh, muôn dân đông đúc yên vui rất đáng ưa thích. Ông nên chánh niệm bố thí những việc làm vô ý. Này thiên tử, lúc ấy ông sống lâu vô lượng, về sau sẽ cũng sẽ sinh đến cung trời Đỗ Sử Đa, cũng dường hậu hạ Bồ Tát Từ Thị. Đến khi Bồ Tát Từ Thị thành Phật sẽ tạo kế cho ông thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy thiên tử Nguyệt Quang nghe Pháp Thế Tôn thọ ký, hớn hở vui mừng, thân tâm an nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Phật bảy vòng, đảnh lễ sát chân rồi, liền cởi áo báu và những thứ trang sức dâng lên Đức Thế Tôn và bạch: Bạch Thế Tôn, để con ở trước Đức Thế Tôn được nghe dạy bảo đầy đủ về nhân duyên, con được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, được lợi lạc lớn. Nói lời này xong, thiên tử nhiễu quanh Phật ba vòng rồi lui về ngồi một bên. Lúc đó về phương đông cách vô lượng thế giới có thế giới tên là Liên Hoa. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Liên Hoa Nhãn Như Lai, ứng cúng chế biến tri, minh hạnh tốt thiện tệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trụng phu, thiên nhân sư, Phật, bạc già, phạm, đang khai thị chánh pháp cho các Bồ Tát. Giáo pháp của Đức Phật ấy dạy bảo chỉ là nhất thừa. Trong cõi Phật ấy không có tên Thanh Văn và Bích Chi Phật, tất cả hữu tình đều là bậc không thoái chuyển, đang hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế giới ấy có các Bồ Tát đều dùng pháp hỷ thiền định để làm thức ăn, không dùng đoạn thực. Ánh sáng của Đức Phật ấy thanh tịnh tỏa khắp, không cần ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các tinh tú. Đất bằng phẳng như lòng bàn tay, không có các thứ cỏ cây, tường vách, gạch ngói cho đến núi sông để thanh tịnh trang nghiêm. Bây giờ ánh sáng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra đã tỏa khắp cõi ấy, đời chúng nơi cõi ấy hoan nghỉ gấp bội phần. Thế giới ấy có Bồ Tát tên là Chỉ Nhất Thiết Cái,
Vì sao Bồ Tát ấy mang tên này? Vì nếu có các hữu tình nào nghe tên Bồ Tát ấy liền được dứt trừ những chướng ngại đó buộc, nên gọi là chỉ nhất thiết cái. Lúc ấy Bồ Tát chỉ nhất thiết cái, đường ánh sáng của Đức Phật Thích Ca đi đến chỗ Đức Phật Liên Hoa Nhãn, Tu Hoa Sen bước xuống, bày áo vai phải, có phải sắc đất chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, những ánh sáng thanh tịnh làm cho thân tâm vui thích như vậy, từ đâu tỏa đến? Đức Phật Liên Hoa Nhãn bảo Bồ Tát chỉ cái. Này thì nên, cách cõi Phật này, hằng hà xa thế giới về phương Tây, có cõi Phật tên Tát Ha. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác, minh hạnh tốt, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật bạc già phạm. Nếu các hữu tình nghe tên Đức Phật ấy đều hướng đến vô thượng bồ đề, không thoái chuyển. Nhờ ánh sáng thanh tịnh đó từ Đức Như Lai ấy hiện đến, nếu có chúng sinh nào gặp được ánh sáng này thì thân tâm được vui thích. Bồ Tát chỉ cá bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nghe danh hiệu của Đức Phật ấy liền hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, đắc không thoái chuyển? Phật bảo Bồ Tát chỉ cái, này thì nam, do Đức Như Lai ấy xưa kia tu, khi tu hạnh Bồ Tát phát thệ nguyện này, nếu ta thành Phật, tất cả hữu tình nghe danh hiệu ta thì đều hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, đắc không thoái chuyển. Bồ Tát chỉ cá bạch Phật, bạch Thế Tôn, đến như vậy thì những hữu tình trong thế giới kia chỉ nghe danh hiệu của Đức Phật ấy đều hướng đến Bồ Đề, đắc không thoái chuyển chăng? Phật dạy không hẳn như vậy. Bồ Tát chỉ cá bạch, bạch Thế Tôn, các chúng sinh kia đã nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, vì sao có người đạt được, có người không đạt được? Đức Phật bảo, bất cứ ai được nghe danh hiệu của Đức Như Lai ấy đều tạo cho họ nhân duyên bất thoái, đó cũng gọi là A Bệ Bạc Trí. Này thì nam, ví như gieo giống, hạt giống đó không bị hư mục, đất nước hòa hợp, ý ông thế nào? Như vậy hạt giống ấy có mầm không? Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy hạt giống ấy không bị tổn hại, nếu gặp nhân duyên tốt thì chắc chắn sẽ nảy mầm. Đức Phật dạy, này thì nam, đúng vậy, đúng vậy. Các chúng sinh kia do nghe danh hiệu của Đức Phật ấy chắc chắn sẽ thành A Bệ Bạc Trí, được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu con muốn đến thế giới Tát Ha lễ bái Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, hầu hạ cúng dường tôn trọng tán thán, xin Thế Tôn chấp nhận chấp thuận. Đức Thế Tôn bảo cái Bồ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát chỉ cái, này thì nam, ông muốn đến cõi ấy nay thật đúng lúc. Cái Bồ Tát là bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con cùng muốn đến thế giới Tát Ha lễ bái gần gũi cung kính cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát, này các thị nam, các ông muốn đến cõi ấy nay thật đúng lúc. Nhưng đối với quốc độ kia, các ông chớ sinh lòng khinh tiện buông lung. Vì sao? Vì chúng sinh cõi ấy có nhiều thứ tham dục, sân hận ngu si, chẳng kính sa môn bà la môn, làm việc phi pháp, thô lỗ hung ác, kiêu căng dối trá, ngã mạn cao ngạo, ưa đắm keo kiệt, ganh ghét lười biếng, phá hủy giới cấm, làm việc bất thiện, bị vô lượng phiền não trói buộc. Nhưng Đức Như Lai đó có thể ở trong đời ác giáo hóa chúng sinh. Các Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni rất là hy hữu, có thể làm những việc khó làm. Phật bảo các Bồ Tát, đúng vậy, đúng vậy. Như những lời các ông đã nói, ở trong đời ác, nếu hữu tình nào trong khoảnh khắc như bốn ngón tay mà có thể phát sinh lòng tin trong sạch, hoặc trì giới cấm, hoặc liệt tham lam kiêu kiệt, hoặc khởi lòng đại bi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vượt trên cõi thanh tịnh thực hành trong trăm ngàn kiếp, bấy giờ Bồ Tát chỉ cái và các Bồ Tát dâng lời Phật dạy, đảnh lễ sắc chân Phật, những vị này nơi bản xứ ấy muốn đến cõi Tát Ha vì muốn cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, liền dùng các thứ thần thông biến hóa tự hiện ra những cây báu, cây hoa, cây quả, cây kiếp ba, để bằng vàng rồng, lưu ly, pha lê để trang sức, cao rộng xinh đẹp, cành nhánh sum suê, là hiện ra các loại y phục và những loại trang sức nơi thân, hương thơm tuyệt diệu, lộng báu, âm nhạc như chư thiên, như mây hạ xuống. Các vị thể hiện biến hóa vô lượng tới báu như vậy. Bồ Tát chỉ nói, chỉ cáo nói với chúng Bồ Tát, này các nhân giả, thế giới Tát Ha kia, nhiều thứ khổ não, các nhân giả mỗi vị hiện thần thông biến hóa, làm cho chúng hữu tình cõi ấy được niềm vui cùng tột. Các Bồ Tát cùng thưa xin vâng, lập tức từ thân Bồ Tát chỉ cái, cho các Bồ Tát phát ra các loại ánh sáng thanh tịnh, ánh sáng ấy chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Trong đó những cõi địa ngục bàn sinh, thiên ma, quỷ,
Nhờ ánh sáng ấy tỏa chiếu vào thân nên tất cả đều hết khổ, liền được an lạc. Đối đãi với nhau bằng lòng tự, xa lìa tham lam, sân hận, tưởng nghĩ như cha mẹ. Lại nữa, ở thế giới ấy, trong những nơi tăm tối, ánh sáng mặt trời mặt trăng không thể chiếu đến được, đều nhờ ánh sáng lớn này và chúng sinh nơi ấy thấy với nhau. Oai lực của ánh sáng ấy tỏa chiếu khắp thế giới, toàn bộ các núi, núi Tiết Vi, núi Đại Tiết Vi, núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà và các núi đen khác. Trên đánh trời phạm thế, dưới thấu địa ngục A Tỳ đều được sáng rực rỡ. Oai thần của ánh sáng ấy chiếu đến đâu thì tất cả hữu tình cầu ăn được thức ăn, người cầu y phục được y phục, người cầu xe được xe, người cầu của cải được của cải, người mù được thấy, người điếc nghe được, người cuồng được chánh niệm, người khổ được vui, người mang thai được bình yên. Bồ Tát Dị Cái và các Bồ Tát sang thế giới Tát Ha rồi đi đến núi Già Gia. Nhờ sức oai thần của các Bồ Tát nên Tam Thiên Đại Thiên thế giới hiện ra lưới báu trang nghiêm che khắp. Ở giữa hư không, mây lớn phủ kín, trời mưa hoa sen, các loại hoa trái tuyệt đẹp, hoặc trời mưa vòng hoa, hương thơm, hương bột, ca sa, y phục lỏng báu, cờ phướng. Khi hiện ra đầy đủ các loại như vậy, tất cả hữu tình ở trong thế giới Tát Ha đều được vô lượng an vui tối thượng. Khi ấy, trên đỉnh núi Già Gia và các nơi trong cõi ấy, bao nhiêu gai gốc cây cối trường trần, nhờ sức oai thần của Bồ Tát nên tất cả đều biến mất, lại hiện ra những cây báu như cây hoa, cây quả, cây chiên đàn, trầm thủy, cây kiếp ba, cành lá hoa trái lần lượt trang nghiêm thật đáng ưa thích. Ở giữa hư không, nhạc trời tối lên cúng dường tán thán. Bấy giờ Bồ Tát Dị Cái từ chỗ ngồi đứng dậy, rịch áo bày vai phải, cúi phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính hướng đến Đức Phật thưa: Bạch Thế Tôn, con có ít điều muốn thưa hỏi Đức Như Lai, ấn cúng chánh đẳng giác. Cuối xin Thế Tôn chấp thuận cho. Đức Phật bảo Bồ Tát Dị Cái: Này Thiện Nam, ông cứ hỏi, ta sẽ vì ông mà trả lời. Tất cả Đức Như Lai đều cùng chấp thuận, nên ông hãy nên khéo tự thâu giữ tâm. Ngay Đức Phật chấp thuận rồi, Bồ Tát Dị Cái bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào Bồ Tát được bố thí viên mãn? Làm thế nào Bồ Tát được tịnh giới viên mãn? Làm thế nào Bồ Tát được trụ nhẫn viên mãn? Làm thế nào Bồ Tát được tinh tấn viên mãn? Làm thế nào Bồ Tát được tỉnh lự viên mãn? Làm thế nào Bồ Tát được bát nhã viên mãn? Làm thế nào Bồ Tát được phương tiện thiện xảo viên mãn? Làm thế nào Bồ Tát được đại nguyện viên mãn? Làm thế nào Bồ Tát được thắng lực viên mãn? Làm thế nào Bồ Tát được trí viên mãn? Bạch Thế Tôn, cái Bồ Tát làm thế nào bình đẳng như đất, làm thế nào bình đẳng như nước, làm thế nào bình đẳng như lửa, làm thế nào bình đẳng như gió, làm thế nào bình đẳng như hư không, làm thế nào được như mặt trăng, làm thế nào được như mặt trời, làm thế nào được như sư tử, làm thế nào khéo được điều phục, làm thế nào được tánh tịch tỉnh, làm thế nào được như hoa sen, làm thế nào được tâm quảng đại, làm thế nào được tâm thanh tịnh, làm thế nào được tâm không do dự, làm thế nào được trí tuệ như biển, làm thế nào được diệu trí thiện xảo, làm thế nào được thành tựu ấn lý biện tài, làm thế nào được giải thoát biện tài, làm thế nào được thanh tịnh biện tài, làm thế nào khiến cho chúng sinh hoan hỷ đầy đủ, làm thế nào được lời nói khiến cho người khác tin nhận, làm thế nào được gọi là hay thuyết pháp, làm thế nào được tùy thuận pháp hành, làm thế nào được các pháp thiện xảo, làm thế nào được pháp giới thiện xảo, làm thế nào được hạnh như hư không, làm thế nào được hạnh vô tướng, làm thế nào được hạnh vô nguyện, làm thế nào được tự tánh tự, làm thế nào được tự tánh bi, làm thế nào được tự được hạnh hỷ, làm thế nào được hạnh xả, làm thế nào có thể được thần thông diệu dụng, làm thế nào được lìa tám nạn, làm thế nào được trụ tâm bồ đề không thoái chuyển, làm thế nào được túc trụ trí thông, làm thế nào được gần gũi bậc tri thức thiện, làm thế nào được xa lìa tri thức ác, làm thế nào chứng được pháp thân Như Lai, tu thế nào được thân kim cang, làm thế nào được làm đại thương chủ, làm thế nào đối với đạo được thiện xảo, làm thế nào được diễn thuyết không điên đảo, làm thế nào thường được tam ma rị đa. Sao gọi là Bồ Tát được nhận y phấn tảo? Sao gọi là được thọ dụng ba y? Sao gọi là không theo hạnh người khác? Sao gọi là thường có thực? Sao gọi là ngồi một chỗ? Sao gọi là ăn một lần? Sao gọi là ở A La Nhã? Sao gọi là ngồi dưới gốc cây? Sao gọi là ngồi nơi đất trống? Sao gọi là ở nghĩa địa? Sao gọi là ngồi không nằm? Sao gọi là tùy phu tọa? Sao gọi là người tu du già? Sao gọi là Bồ Tát hay trì tạng tố đắc lãm kinh? Sao gọi là Bồ Tát hay trì tùy nại gia? Sao gọi là được oai nghi đầy đủ trong tất trong các cảnh giới hành theo phép tắc? Sao gọi là lìa
keo kiệt ganh tị, sao gọi là đối với tất cả hữu tình được tâm bình đẳng, sao gọi là Bồ Tát thiện xảo cúng dường Như Lai, sao gọi là chế phục ngã mạn, sao gọi là nhiều tịnh tính, sao gọi là đối với thế tục được thiện xảo, sao gọi là đối với thắng nghĩa được thiện xảo, sao gọi là thâm nhập chuyên khởi thiện xảo, sao gọi là tụ liễu tri, sao gọi là hay biết được thế gian, sao gọi là được sinh vào cõi Phật thanh tịnh, sao gọi là ở trong thai không bị nhiễm trần cấu, sao gọi là ưa xuất gia, sao gọi là được tịnh mạng, sao gọi là không mỏi mệt, sao gọi là vâng lời Như Lai dạy, luôn không trái phạm, sao gọi là chúng nhân luôn tươi vui, không nhăn nhó, sao gọi là đầy đủ la văn tổng trì, sao gọi là thâu nhận chánh pháp thiện xảo, sao gọi là con của Pháp Vương, làm thế nào được tùy tùng theo thích phạm hội thế, sao gọi là hiểu được ý thích phiền não của người khác, sao gọi là thành tục hữu tình thiện xảo, sao gọi là được trụ tùy thuận, sao gọi là sống trong chúng an ổn, sao gọi là thâu giữ sự thiện xảo, làm thế nào được thành thục tướng tốt đa nghiêm, sao gọi là được làm chỗ nương tựa cho người khác, làm thế nào được như dược thọ vương, sao gọi là tinh cần tu nghiệp phước đức, sao gọi là tu chứng biến hóa thiện xảo, các Bồ Tát làm thế nào để mau chứng vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát chỉ cái: này thì Nam, lành thay, ông vì lợi cho vô lượng hữu tình, vì an lạc cho vô lượng hữu tình, vì thương xót tất cả thế gian mới hỏi nghĩa như vậy. Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ nói cho ông rõ. Nghe lời này rồi, Bồ Tát chỉ cái bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con tha thiết được nghe Đức Phật bảo. Này thì Nam, có 10 pháp các đại Bồ Tát nếu có thể thành tựu thì liền được bố thí Ba La Mật Đa. Những gì là 10? 1. Thành tựu pháp thí. 2. Thành tựu vô ý thí. 3. Thành tựu tài thí. 4. Thành tựu thí không cầu mong. 5. Thành tựu từ bi thí. 6. Thành tựu không khinh mạng thí. 7. Thành tựu cung kính thí. 8. Thành tựu cúng dường thí. 9. Thành tựu vô sở y thí. 10. Thành tựu thanh tịnh thí. Này thì Nam, sao gọi là Bồ Tát thành tựu pháp thí? Nghĩa là Bồ Tát tiếp thu chánh pháp, thọ trì độc tụng, không còn mong cầu, không vì lợi dưỡng cung kính, không vì danh tiếng hơn người, chỉ vì những hữu tình khổ não mà diễn thuyết diệu pháp cho họ, khiến cho tội chướng họ được tiêu diệt, chẳng còn mong cầu. Như là diễn thuyết diệu pháp cho nhà vua Dương Tử và Chiên Đà La Tử, tâm còn không hai, huống là thuyết pháp cho tất cả đại chúng, tâm không bình đẳng chăng? Tuy Bồ Tát hành bố thí, nhưng không dựa vào đó sinh tâm ngã mạn, thì Nam, đó là Bồ Tát thành tựu pháp thí. Này thì Nam, sao gọi là Bồ Tát thành tựu vô ý thí? Bồ Tát tự sợ bỏ hình phạt và tất cả khí trượng, và cũng dạy người khác sợ bỏ hình phạt và mọi khí trượng. Bồ Tát lại quan sát và nghĩ tưởng tất cả hữu tình do cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc của mình. Vì sao Bồ Tát nghĩ như vậy? Vì Đức Phật đã dạy tất cả chúng sinh đều đã từng làm cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc của ta. Đối với những loại côn trùng phi tế, ta còn cắt thịt để bố thí chúng. Huống gì là loài hữu tình to lớn mà làm cho họ sợ hãi? Đó là Bồ Tát thành tựu vô ý thí. Này thì Nam, sao gọi là Bồ Tát thành tựu tài thí? Nghĩa là Bồ Tát quán thế những hữu tình tạo nghiệp cực ác mà bố thí của cải giúp đỡ, khiến họ xa lìa những nghiệp ác đã làm, an trú nơi pháp thiện. Bồ Tát lại khởi tư duy, Phật dạy bố thí là bồ đề của Bồ Tát. Khi bố thí, nó đoạn được ba thứ pháp bất thiện, đó là keo kiệt, ganh ghét và suy nghĩ ác. Vì vậy, ta nên vâng lời Đức Như Lai dạy, tùy vào tài sản của mình mà có. Mình có mà thường hành bố thí. Tuy Bồ Tát thường hành bố thí, nhưng chẳng khởi tâm kiêu mạn, đó là Bồ Tát thành tựu tài thí. Này thì Nam, sao gọi là Bồ Tát thành tựu bố thí không cầu mong? Nghĩa là Bồ Tát bố thí hoàn toàn không bị bản thân mình, không bị của cải, không bị quyến thuộc, không vì lợi dưỡng. Khi hành bố thí, tâm các Bồ Tát thanh tịnh, do nhân duyên đó xa lìa mọi cầu mong, được đền ơn mà hành bố thí. Đó gọi là Bồ Tát thành tựu bố thí không hy vọng. Này thì Nam, sao gọi là Bồ Tát thành tựu bố thí từ bi? Nghĩa là Bồ Tát thấy những hữu tình chịu các khổ não, đói khát, nghèo khổ, quần áo rách rưới, nhơ bẩn, cô độc, không có chỗ nhờ cậy, không nơi nương tựa, xa lìa nghiệp phước, chẳng còn nơi nào để hướng đến. Do đó Bồ Tát khởi lòng từ bi, suy nghĩ như vậy:
Ta vì lợi ích cho các hữu tình kia mà phát tâm vô thượng bồ đề. Các hữu tình ấy chịu những khổ não, không biết lối về, không ai nhờ cậy, không nơi nương tựa, xoay vần trong sanh tử. Nên lúc nào ta cũng vì các hữu tình ấy chịu lối về, làm người nhờ cậy, làm nơi nương tựa cho họ. Vì Bồ Tát luôn giữ lòng từ bi, nên tùy theo tài sản của mình mà bố thí cho hữu tình mọi nơi, mọi lúc. Tuy Bồ Tát làm cho chúng sinh được nhiều căn lành lợi ích, nhưng chẳng bao giờ ỷ vào đó mà khởi tâm cao mạn, đó gọi là Bồ Tát thành tựu bố thí từ bi. Này thì Nam, sao gọi là Bồ Tát thành tựu bố thí không khinh mạn? Là Bồ Tát khi bố thí không bao giờ đem cho đồ bằng cách vứt bỏ, khinh khi, mà ý nghĩ luôn hết sức cẩn thận, chưa từng hiềm giận, không ỷ mình phú quý mà nhẫn nhơ ngạo mạn, chẳng cầu danh thơm tiếng tốt hay tự mãn. Khi Bồ Tát bố thí, lòng hoan hỷ, cung kính, tôn trọng, tán thán, tự tay trao cho người, đó gọi là Bồ Tát thành tựu bố thí không khinh mạn. Này thì Nam, sao gọi là Bồ Tát thành tựu cung kính thí? Nghĩa là Bồ Tát gặp A Giá Lợi Đa, O Ba Già Đa và những tôn giả tu phạm hạnh liền đứng dậy cung kính đảnh lễ thăm hỏi. Hễ vị ấy đã trồng những căn lành thì Bồ Tát nguyện cùng làm và tất cả đều được thành tựu, đó gọi là Bồ Tát thành tựu cung kính thí. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát thành tựu cúng dường thí? Nghĩa là Bồ Tát cúng dường Tam Bảo. Sao gọi là cúng dường Phật? Nghĩa là ở chỗ tháp Như Lai luôn dùng hoa hoặc hương rải đốt hoặc tráng quét trên nền tháp. Nếu tháp hư hoại nên sửa sang, đó là Bồ Tát khéo cúng dường Phật. Thế nào là cúng dường Pháp? Nghĩa là các Bồ Tát lắng nghe chánh Pháp và biên chép thọ trì đọc tụng hiểu rõ, suy nghĩ mà tu tập, không tư duy điên đảo, không tu tập điên đảo, đó là Bồ Tát khéo cúng dường Pháp. Thế nào là cúng dường Tăng? Nghĩa là đối với tăng cung cấp y phục, đồ ăn, thức uống, ngoại cụ, thuốc thang, cho đến đồ đựng nước, mọi vật đều đầy đủ, đó là Bồ Tát khéo cúng dường tăng. Khi cúng dường Phật Pháp tăng như vậy, đó gọi là Bồ Tát thành tựu cúng dường thí. Này thì Nam, sao gọi là Bồ Tát thành tựu sở y thí? Nghĩa là Bồ Tát khi hành bố thí, họ chẳng vì cầu quả vị thiên vương và sinh nơi cõi trời khác, chẳng cầu làm vua nước lớn và vua nước nhỏ, đó là Bồ Tát thành tựu vô sở y thí. Này thì Nam, sao gọi là Bồ Tát thành tựu thanh tịnh thí? Nghĩa là Bồ Tát khi hành bố thí, quan sát vật thí, chủ thể thí, đối tượng được thí đều chẳng thật có, lìa các chướng ngại, tham nhiễm, họa hoạn, đó gọi là Bồ Tát thành tựu thanh tịnh thí. Này thì Nam, nếu Bồ Tát thành tựu 10 pháp này, gọi là Bồ Tát thành tựu bố thí Ba La Mật Đa. Lại nữa này thì Nam, Bồ Tát thành nào thành tựu 10 pháp sau đây điều đầy đủ giới Ba La Mật Đa, những gì là 10? 1. Gìn giữ Ba La Đề Mộc Xoa Luật Nghi. 2. Giữ gìn Bồ Tát Tịnh Giới Luật Nghi. 3. Xa mọi phiền não. 4. Xa lìa tư duy không như lý. 5. Sợ những việc làm gây ra nghiệp bất thiện. 6. Sợ những việc làm gây ra lỗi lầm. 7. Sợ được vật của người khác. 8. Thệ nguyện kiên cố. 9. Được thi là thanh tịnh mà không dựa vào đó. 10. Thi là tâm luận thanh tịnh. Này thì Nam, sao gọi là Bồ Tát gìn giữ Ba La Đề Mộc Xoa Luật Nghi? Là Bồ Tát giỏi học Pháp, Tố Đắc Lãm, Kinh, Tỳ Nại Gia của Như Lai Đại Thuyết, khéo thọ trì học xứ, Bồ Tát tu học và thực hành học xứ, không chấp vào chủng tập, không chấp vào nhị kiến, không chấp vào đồ chúng, không thấy lỗi lầm của người, sinh tâm tôn trọng. Cái Bồ Tát này tu tập học xứ, đó gọi là Bồ Tát gìn giữ Ba La Đề Mộc Xoa Luật Nghi. Thế nào là Bồ Tát gìn giữ Tịnh Giới Luật Nghi? Nghĩa là Bồ Tát suy nghĩ như vậy: nếu chỉ học Ba La Đề Mộc Xoa, rốt cuộc chẳng làm cho ta đắc vô thượng chánh đạo chánh giác. Do vậy, trong Tố Đắc Lãm, chư Phật đã dạy Bồ Tát học xứ và Bồ Tát luật nghi giới, ta nên tu học. Thế nào là học xứ của Bồ Tát? Thế nào là luật nghi giới của Bồ Tát? Nghĩa là Bồ Tát không trụ phi xứ, thuận thời mà nói đúng lúc, đúng chỗ. Nếu Bồ Tát không như vậy thì làm cho hữu tình chẳng sinh kính tính. Do đó Bồ Tát tùy thuận mà hữu tình khiến họ giác ngộ và làm tư lương giác ngộ cho mình, mau được viên mãn, thành tựu đầy đủ pháp hạnh oai nghi, được âm thanh nhu hòa, biện tài chính xác, không còn chấp trước, hăng tu vắng lặng, dung mạo, vui tươi. Trong Tố Đắc Lãm, Như Lai đã dạy,
Các Bồ Tát này thành tựu học xứ tu luật nghi giới, đó gọi là Bồ Tát gìn giữ tịnh giới luật nghi. Sao gọi là Bồ Tát xa lìa mọi ràng buộc phiền não, nghĩa là Bồ Tát không bị lửa độc tham sân si thiêu đốt, là chẳng vì thiếu duyên mà để cho các thứ phiền não thiêu đốt. Vì các Bồ Tát hay tu tập pháp đối trị tham dục và luôn xa lìa duyên khởi lên tham dục. Phương pháp gì là đối trị tham dục? Cái gì là duyên khởi tham ái? Tu quán bất thiện là đối trị tham dục. Sắc đẹp thế gian là duyên khởi lên tham ái. Tu tập pháp quán bất tịnh như thế nào? Nghĩa là các Bồ Tát quan sát thân mình như tóc, lông, móng, răng, da, da ngoài, máu, gân, thịt, xương, tủy, lá lách, thận, tim, gan, phổi, mật, ruột, dạ dày, sinh tạng, thuộc tạng, mỡ lá, mỡ nước, màng não, nước mũi, nước dãi, nước mắt, mồ hôi, mủ, chất nhờn, đàm, ung nhọt, trần có và đại tiểu tiện, thường xuyên bị tuôn chảy, đủ thứ chất hôi hám bất tịnh. Bồ Tát xét kỹ thời tánh bất tịnh như vậy nên hết sức nhàm chán, chẳng khởi lòng tham. Giả sử có người ngu ngốc si mê cuồng loạn ấu trĩ, không hiểu biết, khi thấy việc này còn chẳng khởi lòng tham, huống gì là người trí. Do đó Bồ Tát tu quán bất tịnh. Thế nào là xa lìa duyên khởi tham ái? Nghĩa là các Bồ Tát thấy tướng đẹp đoan trang của thế gian, hình dáng màu sắc đáng ưa, dễ làm cho thân tâm vui, sinh vui thích tham đắm, lập tức tự suy nghĩ. Như lời Đức Thế Tôn dạy, cảnh giới ái dục giống như mộng huyễn, ngộ rồi thì không thật có. Vì sao người trí đối với cảnh mộng huyễn mà khởi lòng tham? Đó gọi là Bồ Tát tu tập đối trị tự tánh tham dục và duyên khởi đó. Thế nào là Bồ Tát tu tập đối trừ sân? Làm sao có thể xa lìa duyên khởi sân? Nghĩa là Bồ Tát đối với hữu tình tu tập nhiều lòng từ, do nhân duyên này mà đối trừ được sân hận. Nếu khi khởi lên sân hận thì đối với nhân duyên, giới nhân và duyên liền có sự chấp trước. Nhờ đó các Bồ Tát chế phục, diệt trừ được sân hận tùy miên. Đó gọi là Bồ Tát tu tập đối trừ sân và duyên khởi sân. Thế nào là Bồ Tát tu tập đối trừ si? Làm sao có thể xa lìa duyên khởi si? Do Bồ Tát ấy quan sát như thế, nên liền được lìa được si. Bởi lìa si nên không bị những nóng bức và xa lìa mọi tham muốn cùng các thứ của cải. Đó gọi là Bồ Tát tu tập đối trừ si và duyên khởi si. Thế nào là Bồ Tát xa lìa tư duy không như lý? Nghĩa là các Bồ Tát ở chỗ yên lặng, ngồi một mình, chẳng bao giờ suy nghĩ. Ta ở chỗ yên lặng không tạp loạn, ta tùy thuận pháp tùy nại gia của Như Lai. Ngoài ra, những sa môn bà la môn khác đều sống tạp loạn, còn nhiều chấp trước, không tùy thuận pháp tùy nại gia của Như Lai. Đó là Bồ Tát xa lìa tư duy không như lý. Thế nào là Bồ Tát sợ những việc làm gây ra nghiệp bất thiện? Nghĩa là Bồ Tát khởi chánh tư duy, tu các pháp lành, vì Như Lai dạy cho các bí xô phải nên cung kính, giữ gìn tịnh giới, chuyên tu thiền định, học tập trí tuệ. Vì sao? Vì tâm cung kính tạo phước đức, có thể được quả báo đoan chánh vừa ý, quả báo thù thắng. Bồ Tát như vậy sẽ xa lìa tất cả những nghiệp bất thiện. Đó là Bồ Tát sợ những việc làm gây ra nghiệp bất thiện. Thế nào là Bồ Tát khiếp sợ sự vi phạm? Nghĩa là Bồ Tát vi phạm lỗi nhỏ như bé trần mà lòng rất lo sợ, thậm chí một ít tội lòng còn lo sợ vô cùng, huống gì là phạm nhiều mà sinh lòng vui theo chăng? Vì sao? Vì Đức Như Lai dạy, bí xô nên biết uống thuốc độc nhiều có thể làm cho chết người, uống thuốc độc ít cũng làm cho chết người. Nếu phạm tội nhiều thì sinh vào đường ác, phạm tội ít cũng sinh vào đường ác. Khi Bồ Tát chánh tư duy như vậy thì khiếp sợ sự vi phạm, đó là Bồ Tát khiếp sợ sự vi phạm. Thế nào là Bồ Tát sợ thấy Phật của người khác? Nghĩa là các Bồ Tát này qua lại thành ấp xóm làng, các Bà La Môn, Xá Đế Lợi đem hết lòng tin đối với Bồ Tát. Bà La Môn, Xá Đế Lợi đem những vật báu vàng bạc, mani, trân châu, ngọc bối, san hô, ngọc bích, phệ lưu ly và những đồ trang sức gửi cho Bồ Tát. Bồ Tát khi thọ nhận chỉ một mình nhưng không kiêng sợ, vì Bồ Tát đối với những vật ấy chẳng bao giờ có ý nghĩa chiếm đoạt để thọ dụng. Là nếu Bồ Tát nắm biết mọi việc như vật tốt độ ba, chùa tháp, vật tứ phương tăng, vật tăng kỳ, thiện tiền tăng, đối với các vật ấy cũng không thọ dụng. Vì sao? Vì Đức Thế Tôn dạy tất cả đồ vật của người khác, đồ ăn thức uống của cải, khi họ không cho thì đừng nên dùng. Bồ Tát khởi suy nghĩ như vậy rồi, thà tự róc thịt thân mình mà ăn,
Còn đối với vật của người khác tuyệt đối không xâm phạm. Đó là Bồ Tát sợ thấy vật của người khác. Thế nào là Bồ Tát thệ nguyện vững chắc? Nghĩa là Bồ Tát nếu bị ma ác và chúng thiên ma dùng các thứ ham muốn tuyệt vời đến quá nhiễu để cho Bồ Tát khởi lên tham ái. Nhưng Bồ Tát đối với những thứ ấy, tâm không mê đắm, không thối bỏ thệ nguyện. Đó là Bồ Tát thệ nguyện vững chắc. Thế nào là Bồ Tát đối với giới? Đối với thi là giới thanh tịnh, tâm không còn sợ tham đắm. Nghĩa là các Bồ Tát khéo gìn giữ giới cấm trọn chẳng móng tâm. Nhờ thi la này làm cho ta sinh thiên, sinh trong nhà vua. Đó là Bồ Tát đối với thi la thanh tịnh, tâm không còn sự thâm đắm. Thế nào là Bồ Tát tam luân giới thanh tịnh? Nghĩa là các Bồ Tát đối với thân khẩu ý đều được thanh tịnh. Sao gọi là thân được thanh tịnh? Nghĩa là lìa tất cả những hành vi ác thuộc về thân, những gì là hành ác của thân. Đó là nghiệp sát sinh, lấy của không cho và tà dục. Thường xa những nghiệp ấy gọi là thân thanh tịnh. Sao gọi là Bồ Tát lời nói được thanh tịnh? Là lìa hẳn tất cả những lời nói ác, những gì là hạnh ác của lời nói. Đó là lời nói hư dối, lời nói đi gián, lời nói tô ác và những lời nói nhơ bẩn. Thường xa lìa những lời nói ấy. Đó gọi là lời nói được thanh tịnh. Thế nào là Bồ Tát được ý được thanh tịnh? Là lìa hẳn tất cả những ý nghĩ là việc ác, những gì là hạnh ác của ý, là tham nhiễm, sân hận và tà kiến. Xa lìa những ý ấy gọi là ý được thanh tịnh. Đó gọi là Bồ Tát tam luân giới thanh tịnh. Này thì nam, đại Bồ Tát nào thành tựu mười pháp này thì được giới viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe được phát tâm Bồ Đề, phát bục báo thân này đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đức Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Kinh Bảo Vũ.